mình thường thường là cái đòn đầu tiên là đòn thăm dò, là đòn đấm cản. Đấy, thì người ta thường thăm dò như vậy thì mình dùng cái tay của mình gạt như này. Đấy, lấy nhu để khắc cương, đang tấn công tới là cương này. Thì mình là lấy nhu để khắc cương là mượn. Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh giáo dục của Toàn. Thì hôm nay Toàn sẽ chia sẻ về 2-3 cái đòn tuyệt chiêu của ông Lý Tiểu Long, gọi như là đòn sở trường của ông ấy. Thì triết lý của ông Lý Tiểu Long đó chính là khi đối thủ tấn công là lúc đối thủ sơ hở. Thì chính là lúc đó là giai đoạn quan trọng nhất để chúng ta quyết định để ra đòn. Thì mình sẽ chia sẻ vài cái kỹ thuật của ông ấy nha cho các bạn. Thì các bạn nếu mà thấy hôm nay video ngày hôm nay hay, giúp được cho các bạn một số những cái kỹ thuật mà phát triển được cho các bạn, thì nhớ là tặng Toàn like nha. Bạn nào chưa đăng ký thì nhớ đăng ký nha. Rồi, bây giờ là mình sẽ đánh mẫu cho các bạn xem trước, sau đó là mình sẽ phân thế cho anh em sau. Tấn công đây nè. Rồi, tiếp tục. Rồi, tiếp tục. Tiếp tục. Đó. Ok nha các bạn, bây giờ là chưa nói đến đoạn chân là mới đoạn tay, thì bây giờ là mình sẽ phân thế cho anh em để anh em hiểu hơn nữa. Rồi, nó có trong boxing mình thấy Pacquiao cũng hay sử dụng cái đòn này. Thì cái đòn này là boxing người ta không có kỹ thuật này, nhưng mà mình thấy Pacquiao cũng hay sử dụng một số những kiểu xảo để đánh. Thì lát nữa mình chia sẻ về cách của ông hay đánh đấy nha. Đấm đây nè. Các bạn thấy là qua đây chút xíu đi. Rồi đấm đây nè. Rồi bây giờ mình phân thế cho anh em cách này nha. Rồi em đấm đây nè. Mượn lực của đối thủ đang đấm thẳng vào mặt này, mượn lực của đối thủ gạt đi. Gạt đừng có cơ, không cần phải gạt đi xa, chỉ cần là qua khỏi cái gương mặt của mình là được rồi nhé các bạn. Trong lúc người ta đấm thì mình cũng đấm. Tức là hai người tấn công cùng lúc, nhưng mà mình sẽ đánh, người ta cũng đánh và mình cũng đánh. Người ta chỉ đánh trước mình có một chút xíu thôi. Và cái đường đánh của người ta là mình phải biết được đó là đường đánh gì, đường đánh thẳng hay là đường đánh vòng, thì để mình là phán đoán được để bắt bài. Thật ra ông Lý Tiểu Long là ông thường hay phán đoán để mà bắt bài đối thủ. Người ta tấn công là lúc người ta sợ, thì mình biết được đoán là người ta thăm dò mình. Thường thường là cái đòn đầu tiên là đòn thăm dò, là đòn đấm cản. Đấy, thì người ta thường thăm dò như vậy thì mình dùng cái tay của mình gạt như này. Đấy, lấy nhu để khắc cương, đang tấn công tới là cương này. Thì mình là lấy nhu để khắc cương là mượn lực của người ta, mình chỉ đẩy cái đòn đấm nó ra khỏi gương mặt của mình thôi. Đó là lấy nhu khắc cương và mình sẽ phản đòn. Và mình cũng cùng lúc là mình cũng đấm với người ta. Đấy, hai người cũng đấm, nhưng mà cái cú đấm của mình là sẽ chiến thắng hơn, bởi vì là cái cú đấm của đối thủ mình đã gạt đi rồi, mình sẽ tấn công. Cái cách luyện tập là như thế này các bạn. 1 2 1 2 1 2, các bạn hình dung nhau nào. Gạt đi rồi bắt đầu mình sẽ đấm, gạt đi đấm. Đó là cái mà đầu tiên chúng ta học nhé, đó là đòn đó. Và tiếp theo nữa là đòn đấm vòng, đấm này. Tiếp tục này. Này, em thấy đỡ không? Là mình phản đòn, đấm như này, đỡ này là mình phản đòn. Nhưng mà nhớ là hai cái đi cùng lúc nha. Mình phân tích là làm chậm cho anh em xem, nhưng mà thực tế ra là nó hai cái phải cùng đi một lúc, đấm như này. Đó, vừa đỡ vừa đấm luôn. Thì cách anh em tập luyện ở nhà. 1 2 1 2 1 2 1 2. Tiếp tục nữa này. 1 2 1 2. Thì chúng ta có thể ghép được là hai cái đó lại với nhau để anh em tập luyện được. Thì còn cái mà Pacquiao đánh thì như thế này hay lắm các bạn. Mình chia sẻ cách mà ông ấy đánh boxing nha. Ông ấy không có sử dụng kỹ thuật gạt, nhưng mà ông ấy sử dụng một cái kỹ thuật ép tay đối thủ. Như em đấm đây này, mày đấm tao cũng đấm, nó đấm đấm xuống vào đây, thì ông Pacquiao cũng đấm, kéo cái tay xuống dưới là để ông đấm, khai thác ông đấm. Pacquiao là tay nhanh như máy, gọi như nhanh. Cái chớp mắt người ta đo được tốc độ của Pacquiao là tốc độ chớp mắt của một con người là hình như là 0.023 gì đó, mà ông đấm nhanh hơn cái chớp mắt đó. Tức là khoa học người ta đo được tốc độ của Pacquiao là cái cú đấm của ông nhanh hơn là tốc độ của một cái chớp mắt. Chỉ cần mình chớp mắt là đã lâu lắm rồi, ông đấm nhanh hơn cái chớp mắt. Ông chỉ cần để ý cái chớp mắt của chúng ta là ông có thể đánh được đòn nhanh hơn là cái chớp mắt. Nên là người nào mà tầm mà cứ có chớp mắt nhiều như thế này là chết hết Pacquiao rồi. Nên là người nào đối kháng với Pacquiao là
phải cực kỳ là tập trung về cái trước mắt, lớn còn nhanh hơn cả trước mắt rồi. Bạn này tôi cảm thấy là gạt xuống, ông gạt hắn kéo cái tay xuống rồi ông mới đánh, đánh liên tục. Đó là cách của Park Fuyao hay sử dụng cái đòn đó, là ông đấm thấy đối thủ đấm thì ông cũng đấm, thấy đấm thì ông đấm, nhưng mà ông tưởng tượng là đấm cái đòn móc hay là cổng hàng không đấm xuống như thế này là nó không phạm luật, trong boxing nó không phạm luật. Nếu mà như thế này là phạm luật này, nó không có kỹ thuật này, không có kỹ thuật gạt tay xuống như thế này nên các bạn, nên là ông ấy là ông đấm là đấm luôn, người ta đấm là ông đấm luôn. Đó là cách của Park Fuyao hay đây. Thì khi mà các bạn mà xem nhiều cái kỹ thuật ở trên mạng, các bạn để ý nhiều các võ sư, nhiều những võ sĩ nổi tiếng thi đấu, thì tất cả các bạn sẽ hình dung ra được là cái mà các kỹ thuật, những cái kiểu xảo mà người ta đánh. Các bạn phải để ý thật kỹ là các bạn sẽ thấy được nhiều cái kiểu xảo, nhiều cái cung vu, nhiều cái đòn đánh, nhiều cái biếng của người ta sẽ thể hiện ở trên võ đài để người ta đánh. Thì chúng ta học hỏi, nhưng mà ở trên mạng chúng ta có quyền học hỏi. Hôm qua hôm kia có một bạn bình luận mình bảo là kỹ thuật này học lỏm, thì chính xác ra không có cái nào, mình đã bảo là mình cũng đều là đi học với các thầy, học ở trên mạng. Mình tính của mình thì ham học hỏi, mình ham học hỏi thì mình mới có kiến thức về võ thuật nhiều, thì mình mới chia sẻ được cho anh em được. Mình chia sẻ cho anh em là đến năm nay là năm thứ 6, thứ 7 mà vẫn có kiến thức để mình chia sẻ tiếp tục cho anh em, tiếp tục cho anh em. Thì mình phải liên tục học hỏi các kỹ thuật ở trên internet, liên tục về học hỏi những cái bài mới và kỹ thuật mới chia sẻ đến cho mọi người. Chứ làm gì mà mình, cái gì mà mình cũng biết được, làm gì có đâu, mình phải đi học chứ. Mình học trên mạng, học cái thời, học chỗ này, học chỗ kia, thì mình học như vậy thì mới có kiến thức đủ lớn để mình chia sẻ lại với mọi người. Chứ tự nhiên mà bảo mà mình tự nhiên mà mình nghĩ ra là không thể nhiều như thế được. Mình nghĩ ra thì cũng có thật, nhưng mà nó rất chỉ là ít, chia sẻ lại cho mọi người không thể nào đủ được hết năm này qua năm kia được. Mình cũng cần phải làm kiến thức nhiều, giống như là anh em mà chăm mà đọc sách, học hỏi rất nhiều, thì anh em tự nhiên là anh em sẽ bắt đầu là nhiều kiến thức, là anh em có thể đi chia sẻ lại với người khác được. Chứ trong đầu chúng ta không có một chữ nào sao chúng ta đi chia sẻ được, chúng ta không có một đòn nào sao chúng ta chia sẻ được, cũng phải vậy thôi. Chia sẻ với mọi người là mình cũng phải đi học hỏi người này người kia lại, mình gom lại, và mình mong muốn là cái sứ mệnh của toàn mà toàn làm bây giờ tất cả đều có với võ thuật, là một cái sứ mệnh của mình là cho đi về võ thuật. Và không có tiền nên là toàn cho đi về võ thuật. Những cái bài nào hay mình sẽ chia sẻ miễn phí lên cho trên mạng cho anh em tập luyện tại nhà, miễn sao anh em tập luyện được hiệu quả, thấy hay, thấy bổ ích kênh của toàn thì các bạn ủng hộ toàn, đó là một cái điều tuyệt vời. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của toàn và làm cho toàn hôm nay là hoàn thành sứ mệnh, đó chính là cho đi. Cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video mới nhất. Nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất.